xin chào các anh em. Hôm nay bên mình có gắn cái túi bình xăng ST602B cho xe Yamaha XR155. Và đây là chiếc túi đây. Đây là phần để điện thoại này. Bên ngoài này còn có một cái túi để cho những cái nhỏ vào đây, ví dụ như cái chìa khóa. Bên trong là bộ phụ kiện gồm có dây với lại cái này để chùm chống nước, chùm túi chống nước, còn cái này là để chống sốc nhá. Đấy. Dung tích là 4 lít anh em nhé. Rất là nhiều ngăn, và ngăn mà mình cất điện thoại là để trong này. Đó. Rất là tiện ích. Và cái thao tác mà lắp và mở ra thì rất là đơn giản thôi ạ. Ấn ở đây ạ. Ấn vào nút đỏ này. Đấy, nhấc ra. Ok. Anh em quan tâm thì inbox cho bên mình nhá. Địa chỉ bên mình ở 175 Mạng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội ạ.